Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kenka bo prai Quran bo jeung ye chou da surah Al Ikhlas. គឺយើងហៅថាគុលហ៊ុវល្លោះវ៉ាហាត់ដែលយើងជាតម្លាប់យើងហៅនោះណាស្រះអ៊ីខ្លាសនេះគឺស្រះដែលរំលឹកអំពីភាពស្មោះត្រង់ដែលបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្មោះត្រង់នៅក្នុងកុរអានក៏ដូចជាអ្វីដែលអល់ឡោះចង់រំលឹកប្រាប់នោះស្រះនេះគឺមានតែ3 4 អាយាទទេក៏ប៉ុន្តែវាមានអត្ថន័យឬក៏បង្កប់ទៅដោយ ខ្លឹមសារស្មើនឹងមួយភាគ3នៃកុរអានស្រះអ៊ីខ្លាសនេះហើយស្រះអ៊ីខ្លាសនេះគឺជាការប្រសើរគឺយើងតែយើងកប់3ទន្ទិញយកចាំទៅហើយសូត្រដល់ពេលដែលយើងសម្រេចយ៉ាងព្រោះយើងឃើញថាឧត្តមភាពនៃស្រះអ៊ីខ្លាសនេះគឺមានឧត្តមភាពខ្ពស់ណាស់ដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសសាឡាមលោកបានពន្យល់ផងដែរនៅក្នុងអត្ថន័យនៃ សូរ៉ាអ៊ីខ្លាសនេះជាយើងដឹងហើយថាសូរ៉ាអ៊ីខ្លាសនេះមូលហេតុដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចុះសូរ៉ាអ៊ីខ្លាសគុលវ៉ាឡោះនេះមកគឺដោយសារវាមានដំណើររឿងរបស់វាដោយដែលម្នាក់ឈ្មោះអ៊ូបៃអ៊ីប្នុកាអាប់គាត់បាននិយាយថានៅក្នុងការបកស្រាយនោះណាគេនិយាយថាម៉េចថាពិតប្រាកដណាស់ពពុះមុស្រីគីនមានថ្ងៃមួយពពុះមុស្រីគីនអារ៉ាប់ដែលមិនទាន់មានជំនឿនឹងនបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៍អ្នកខ្លះយកនបីធ្វើ
saya Muhammad Al Muhammad Cho nek prapi puy pung robah mecah robah nek meul chang me chang nyi tha ta Allah chi mecah chi trou chi kon robah nak na trou chi ai bo nak na chang ko na dol pe ning Allah subhanahu ta chi mecah ban bancho surah ikhlas ni mo okay chang surah ikhlas ni mo keu daom doy bontu robah trong tha kul huwallahu ahad kul meni tha ao Muhammad chon ne ai mien prasah choh tha Allahu huwallahu ahad Allah ke chea mechah tae muay kut injang mien dei tha pe dai popo muay srikin suo ni men ka suo chang dang te ka suo chang phsai phsal chang phsai phsal nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pro nabi dang hai tha Allah chea mechah tae muay te dol popo muay srikin ne tha men dang reung dang hai pon tae dambei phsai phsal tha សួរឲ្យមានជាសំណួរណាដើម្បីថាកុំឲ្យឆ្លើយរួចក្នុងនេះណាថាអល់ឡោះនឹងមានពូជពងយ៉ាងម៉េចមានន័យថាវងត្រកូលរបស់អល់ឡោះនឹងណាជាពុករបស់អល់ឡោះនឹងណាជាម្ដាយរបស់អល់ឡោះក្នុងនេះចឹងអញ្ចឹងបានជាអល់ឡោះបញ្ចុះឲ្យយ៉ាត់នេះមកគឺដើម្បីឲ្យនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានរំលឹកប្រាប់ពពួកមូស្រីគីណារ៉ាប់ថាអល់ឡោះអស-សាម៉ាត់អល់ឡោះគឺជាម្ចាស់តែមួយគត់ចឹងកាលណាអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់
bạc trông chìa mà chắc tay tay bụi ông ảnh cực. Allahu Samad chấm đôi tí phí. Ayat tí phí. Allahu Samad miền này thà Allah chìa mà chắc đại trừ kê phân biệt. Miền này thà mà khóc tổng mũ đạo Allah và cát bọn đi. Tiếng mà nu, tiếng sát, tiếng ở vầy vầy đạo Allah và cát bọn đi. Trừ ca Allah tiếng ớt. Chẳng phát sinh mà mình đốt rưu cơ vây vây đạo Allah bằng cách mà trở cao Allah thằng ớ Allah ở trở cao mặc lọc tì. Mình đi theo cao phân bế Allah sẵn khâm mặc lọc cứ ở thế nè. Mặc lọc rồi bỏ Allah chứ nè đại sẵn khâm Allah. Chẳng như thầy biết thầy mặc lọc rồi bỏ Allah xâm nào từ lưu vây vây đạo Allah bằng cách chẳng dương chứ mình đốt. Chẳng sát phí hẳn nạ rưu cơ vây vây thằng ớ nơi tôn giá ní. Nên cái ở chỗ thầy mặc lọc vây đạo Allah bằng cách. Chẳng mặc lọc ní hơi chứ nè đại trở cao Allah. Chẳng trăng Allah trở cao mà khóc cứ ạ tê. Ả tê. Chẳng chùm nói tí phí ní. Rư cơ sử phát tí phí ní. Rồi bỏ Allah chứ mà chá. Cứ miên lẹ khả nạ ổ đông ổ đông nà. Mấy. Miên lẹ ổ đông ổ đông mấy tên. Chẳng chùm nói tí mũi. Cứ rùm đựng lăng vinh thảo Allah. Tìm tại mẹ cốt. Hai Allah chứ mà chá. Trông mến. Mình phân mà khóc tê. Mà khóc tê đại phân Allah subhanahu wa ta'ala.
Ayat ti 3 Allah tha lam yalid wa lam yulad mean nei tha Allah mon bongkaet mean nei tha mon bongkaet na muay te mon mean koun te wa lam yulad hai Allah ko khmien na na bongkaet trong dae mean nei tha ko oy mean madai oy mean apok oy te hay ye chang ayat ti 3 ni ko banghai na phiep muay damai oy nabi jeung Muhammad sallam banchea prab popo musyrikin arab oy dang chbas ampi sifat របស់ Allah Subhanahu wa taala គឺត្រង់អមានម្ដាយឪពុកទេហើយត្រង់ក៏គ្មានប្រពន្ធមានកូនដែរគឺត្រង់តែម្នាក់ឯងគត់ walam yakul lahu kufuwan ahad ហើយគ្មានអ្វីមួយឬក៏គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលប្រៀបធៀបដូចនឹង Allah ជាម្ចាស់ទេមានន័យថាមកខ្លុកទាំងមូលដែល Allah បង្កើតមកលើទុនយ៉ានេះហើយនឹងលើមេឃ7ជាន់និងដី7ជាន់នេះអត់ដូច Allah ទេអត់ដូច Allah ទេត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលធ្លាប់បានរំលឹកគ្នាហើយថានិមិត្តធំបំផុតដែលយើងចង់ឃើញចង់ជួប Allah Subhanahu wa taala គឺយើងចង់ឃើញតួអង្គ Allah ជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ថាទ្រង់មិនដូចអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលបង្កើតមកអញ្ចឹងនិមិត្តនេះគឺជានិមិត្តធំធេងណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានជួប Allah Subhanahu wa taala ក្នុងថ្ងៃគិយាម៉ាត់ហើយទាំងបានចូលសូរ្យគររបស់ Allah Subhanahu wa taala ផងហើយយើងសូមព្រះអល់ឡោះកុំភ្លេចសូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យបានចូលសូរ្យគរទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅឌុនយ៉ាក៏ដូចជាសូមព្រះអល់ឡោះបានជួបគ្នានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីខ្លាសដែលមាន4អាយត់នេះនបីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំនៅថ្ងៃមួយនបីបានសួរសាហាបាត់ថាតើមានអ្នកណាម្នាក់គ្មានលទ្ធភាពសូត្រកូរ៉ាន1ភាគ3នៃកូរ៉ានទេឬក្នុងពេលមួយយប់ណាចឹងសាហាបាត់គាត់ចេះឆ្ងល់ហើយថាសូត្រកូរ៉ានមួយយប់1ភាគ3នៃកូរ៉ានវាច្រើនដែរ10យូសុអ្នកខ្លះអាចបានសូត្រទេអ្នកខ្លះបានសូត្រចឹងនបីថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការសូត្រកូរ៉ានក្នុងមួយយប់ហ្នឹងបាន1ភាគ3ទេឬហើយលោកចាប់ផ្ដើមប្រាប់តែម្ដងថាមិនកូរ៉ាកុលហ៊ូវ៉ាឡោះអាហាឌុអល់ឡោះស្វាមាឌុហ្វីឡៃឡាទីនហ្វកូរ៉ាឡៃឡាតៃឌិនស៊ូលុសុលកូរ៉ាននប៊ីថាបើណាហើយសូត្រកុលឡោះវ៉ាហាឌុអល់ឡោះស្វាមាឌុរហូតដល់ចប់ទៅក្នុងមួយយប់ណានោះហើយគឺមានន័យថាសូត្រ1ភាគ3នៃកូរ៉ានអញ្ចឹងមានន័យថាកុលហ៊ូវ៉ាឡោះមកដើមនេះមានតម្លៃស្មើនឹង1ភាគ3នៃកូរ៉ានមិនហើយលិនជឿជាក់ថាមិនដែលទន្ទិញចាំមុននឹងដេកអ្នកខ្លះដប់ដើមឃើញទេអ្នកខ្លះរហូតច្រើនជាងនេះទៀតអាហ្នឹងឯងដែលល្អមានន័យថាកុលហ៊ូវ៉ាឡោះនេះឯងអញ្ចឹងហើយបានជាលិនទឹកលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាមិនសូត្រផ្ដើមពីសរោះខ្លីៗពីក្រោមទៅទន្ទិញឆាប់ចាំហើយដល់ពេលយើងសូត្រសម្រាប់យ៉ាងសុណាត់ក៏យើងសូត្របានមុនដែលយើងដេកក៏យើងសូត្របានដែរយើងចាំការសរោះខ្លីៗហ្នឹងមិនទេអញ្ចឹងគោលរបស់ឡោះនេះគឺលន់ជាជាថាចាំអស់ហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ចាំអស់ដែរឥឡូវថ្ងៃនេះក៏យើងយល់អត្ថន័យរបស់វាទៀតអញ្ចឹងមិនអាចយកអាចថាទន្ទិញនៃរបស់វាទៅដើម្បីឲ្យពេលដែលយើងសូត្រយើងនឹងថាពាក្យថាអល់គុលហ៊ូវ៉ាឡោះវ៉ាហាត់យើងនឹងនៃយ៉ាងម៉េចដល់អល់ឡោះសមាតក៏យើងនឹងអត្ថន័យរបស់វាដល់កន្លែងថាឡាំយ៉ាលីតវ៉ាឡាំយូឡាត់ក៏យើងយល់អត្ថន័យរបស់វាពួកខ្លីៗយើងស្រួលចាំទាំងពាក្យពេចនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានហើយវាចាំទាំងអត្ថន័យរបស់កូរ៉ានផងដែរនៅក្នុងសូរ៉ានេះគឺមានហាទីសមួយនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានបញ្ជាក់ថាកូនចៅអាដាមគឺមនុស្សលោកកុហកលើរូបខ្ញុំនប៊ីថាអញ្ចឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់សូរ៉ាហាទីសកុតស៊ីហ្នឹងណាហាទីសកុតស៊ីហ្នឹងមានន័យថានប៊ីលោកនិយាយមកប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលមានបន្ទូលដូចជានៅក្នុងហាឌីសនេះគឺកលឡោះអ៊ឹសវាយ៉ាលកាザបានីអ៊ីប្នូអាដាមវ៉ាលាំយ៉ាគុលឡូហ្សាលីកាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាអ៊ីប្នូអាដាមគឺមនុស្សលោកនេះធ្វើការភូតកុហកមកលើរូបគាត់មកលើអល់ឡោះនេះណាក៏ប៉ុន្តែទ្រង់គ្មានលក្ខណៈដូចនេះទេក្នុងអត្ថន័យរបស់វាវ៉ាសាតាមានីវ៉ាលាំយ៉ាគុលឡូហ្សាលីកហើយមានអ្នកខ្លះរហូតដល់ជាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ហើយអល់ឡោះទ្រង់ថារូបគាត់មិនមែនដូចអ្វីដែលមនុស្សជានឹងទេវាអត់ខុសពីការពិតអញ្ចឹងណា fa amma takdhibuhu iyai
rương đại tệ tương mà nô lô của họ là Allah chìa mà chá phà câu lù mà nô này dạy thả nó xùm đây đại thả khu phun của họ là Allah nữa nét anh ấy nó không tập sư của ảnh Allah bàn dạy thả mấy lây dù ai mà nô lê tay này dạy thả lây dù ai đồ ní lây dù ai đồ ní kà mà bà đà à ní miền này thả Allah nâng mân bằng cát mà nô lãng mà vinh tê đôi đạo Allah bàn bằng cát mà nô phì đào mọc miền ấy thằng mình nói là các bạn để sai ca đó Allah chỉ mình giá bằng cá lang mà vinh chẳng quan ban chào Allah thà Allah nâng mình bằng cá quan lang vinh thế ta làm hai cái chấp ấy chẳng Allah thà nâng hơi đại việc của họ anh đâu ôm mặt bỏ anh của họ anh là bầm ra rồi bỏ cốt cứ của họ này cái phun của họ thiệt bất cứ Allah ban mà to thà và lấy sẽ ao và lực khai khi bị ao và này ai lấy á mình này ai để thì hí miền ấy thà áp cả từ bốn nu ban về bờ ba còn ta à phần ruột lang vinh thì về nghe sư ruột phật thay à lâu mấy xa bị cha là nà mới cao ở toàn miền ấy sao lo phật ca dương mong à nên thay về bổ ma còn ta về mình bổ ma xâm rạp Allah hơn nè hãy cho phật ca mà nu lang vinh về xâm rạp hai ác bổ ma thế còn ta mà nu nợ đại bạch trang nên Allah chỉ mà cha khắc có tha công từ cả nà xâm rạp hai chập hai thấy nhé miền nà khắc có chùm nưa tha mà tất ruột lang vinh chúm nữa này mình men Islam Islam cứ ruột nâng Islam ruột lang vây cứ ruột nâng không cá đã Allah và cá mà vây này cứ đầm bấy cắt sạch đây háo ấy về liền nó cứ khóc về liền là như anh ở lần này dương nạc lá có kết tháp về đại Islam cứ chấp á về chấp tại lên tôn gia này thế còn phần tay ở vây đại dương tứ đã Allah tu tuất sầm lạp dương từng ngọc niệm mà đấy cứ từ lứa từng vừa đại dương bàn thưa này anh là tôn gia đi bà lần thưa cha ra lần bán cha ra tới phò lò bà mấy thưa cha ra mấy bán cha ra tới bà côn mình đã cứ riêng luôn này tụ bây giờ đây bà pôn là phúc mà nay đừng côn có mình ai chui cái này bán này bà sân bá dương anh nằm này phẳng riêng luôn chẳng hai bán chi tha tùng vơ lò ní bà dương thưa riêng luôn dương tụi bán phò riêng luôn này tùng vơ bà bà cam có được hiện này bà dương sang riêng luôn mình đi tha nè na sang là nâng tờ tụt tuôn ông miền ấy không biết được chẳng cả nào Allah bà cát bà vinh ní vì nghe sư đồ tê chẳng bàn cho Allah tham con cha Adam cùng một lô nó đã khác có họ phút có họ bỏng biên được còn bằng thạc con mình phụng rùa làng vinh tê ta bất cứ con phụng rùa làng vinh hãy trung bàn phần dô tha ca phụng rùa làng vinh thì vì nghe sư đồ chừng ca bạc mà tiền Allah bàn bần to nó không hả tích cột xin thì thà và âm sát mù hù y yá yá đại lái tệ tơ nâng ca chê rô bỏng mần đô mờ lờ rụp trúng và câu lù hù cứ nó biết xong đây rồi bác quát hà ittakhazallahu walada wa anal ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad quát hà mà nó lô chê quát cứ trong chùm đấy đi trong chùm đấy cháu bà can quát thật quát miên côn mà nó nữa nè nà nà thay Allah miên côn Yahudi thay nà nà nè côn bà Allah Uzair ibnullah phụ Yahudi chào thằng Uzair ibn Allah nó chỉ con nó bảo Allah phụ Nasrani chào Nabi với thằng miền con nó nói chỉ con nó bảo Nabi sau đây là phụ Nasrani Masih ibn Maryam cứ Isa ibn Maryam thay chỉ con nó bảo Allah sang kiểm tra Allah tha anal ahadu samad anh cứ chỉ mà nuốt tay mũi chỉ Allah kiểm tra tay mũi samad anh miền tây cả bưng bẹn là nát lam yalid wa lam yulad allazi lam yalid wa lam yulad hai Allah chi mạch đai mần mên chi nẹ đai ỏi miên prasot ana tê mần bơ ca ana tâng ơ miên nẹ tam bơ yẹ miên bơ pôn miên côn cứ ọt tê wa lam yulad hai cơ khmien ana prasot Allah chi mạch đai miên nẹ tha ỏi miên apuk ỏi miên ấy tê thấy nhé wa lam yakul lahu kufuwan ahad hai Allah chi mạch trông cứ mần đôi nưng ơ vây tâng ơ chưng chumnịch ni hai đai Allah bơ chẹt tha puộc menuh lok muoy chumnuon cứ chi Allah trông chumnịch nưng ai hai nẹ khlas ko tha mịch có thể mà lại cắt này chỉ côn sấy đâu bảo Allah thấy nhé mấy mà lại cắt phê xa ra mà lại cắt này thầm mà ná vì miền tao mà rồi bố tỏa tao ấy tao mùn rồi chống á nâng là khác có thể tao sấy chẳng miền này thầm mà lại cắt chỉ phê sấy hay chỉ côn đâu bảo Allah côn sấy đâu bảo Allah tầng ơn ní sao ta chỉ ca cháu bảo căn tầng ơn bảo Allah phải chạy nó không sửa Ikhlas ní tha Allah ở miền bờ phun miền côn tê ở miền là na bậc cao quá tê ở miền là na để treo cất bậc cao tê chỉ côn chỉ trao chỉ bờ phun côn ở tê tương cứ chỉ mà chặt tại mùi chẳng chấm lại đi hơi để xôm mấy đó Allah chỉ mà chặt mình chặt được trên hai cái đấy còn mà nút
nè khá còn nói chào bà cánh thảo Allah sẽ mang cho mình chá miền bà bôn, miền côn hơi mà đai miền mà đai, miền ấy đấy trên đại bà cánh bà đai đôi khi đại bà bôn nói sở ní bàn chào bà cánh Allah subhanh ta cho mình chá thà sẽ tìm Maryam binti Imran nè chì mà đai bà Isa thay chì bà bôn đó bó Allah subhanh ta cho mình chá ព្រោះពេលដែលគាត់ពួកគាត់ចោទ Allah ជាម្ចាស់ថា Masih Ibnu Maryam Isa Ibnu Maryam ជាកូនរបស់ Maryam ជាកូនរបស់ Allah អញ្ចឹង Maryam ជាប្រពន្ធរបស់ Allah អញ្ចឹងនេះហើយជាការចោទប្រកាន់ ហើយពេលដែល មី Tafsir Quran អាន Quran នៅអត្ថន័យរបស់វានឹងបានជួបថាតើពួកគេចោទប្រកាន់ Allah យ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុង Quran គឺមានបញ្ជាក់ទាំងអស់យ៉ាមានបញ្ជាក់ទាំងអស់អញ្ចឹង